Nếu chẳng nắm bắt sắc giới, cũng chẳng nắm bắt thanh hương vị xúc pháp giới. Nếu chẳng nắm bắt nhãn thức giới, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Nếu chẳng nắm bắt nhãn xúc, cũng chẳng nắm bắt nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Nếu chẳng nắm bắt các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nắm bắt các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Nếu chẳng nắm bắt địa giới, cũng chẳng nắm bắt thủy hỏa phong không thức giới. Nếu chẳng nắm bắt vô minh, cũng chẳng nắm bắt hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não. Nếu chẳng nắm bắt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nắm bắt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng nắm bắt pháp không nội, cũng chẳng nắm bắt pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nếu chẳng nắm bắt trơn như, cũng chẳng nắm bắt pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Nếu chẳng nắm bắt thánh đế khổ, cũng chẳng nắm bắt thánh đế tập diệt đạo. Nếu chẳng nắm bắt bốn niệm trụ, cũng chẳng nắm bắt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nếu chẳng nắm bắt bốn tịnh lự, cũng chẳng nắm bắt bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nếu chẳng nắm bắt tám giải thoát, cũng chẳng nắm bắt tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Nếu chẳng nắm bắt pháp môn tam ma địa, cũng chẳng nắm bắt pháp môn đà la ni. Nếu chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nắm bắt pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nếu chẳng nắm bắt năm loại mắt, cũng chẳng nắm bắt sáu phép thần thông. Nếu chẳng nắm bắt mười lực Phật, cũng chẳng nắm bắt bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng nắm bắt pháp không quên mất, cũng chẳng nắm bắt tánh luôn luôn xả. Nếu chẳng nắm bắt trí nhất thiết, cũng chẳng nắm bắt trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nếu chẳng nắm bắt quả dự lưu, cũng chẳng nắm bắt quả nhất lai bất hoàn a la hán. Nếu chẳng nắm bắt quả vị độc giác, nếu chẳng nắm bắt tất cả hạnh đại bồ tát, nếu chẳng nắm bắt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì làm sao có thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu chẳng có thể viên mãn bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, thì làm sao có thể nhập bậc chánh tánh ly sanh của đại bồ tát. Nếu chẳng nhập bậc chánh tánh ly sanh của đại bồ tát, thì làm sao có thể nghiêm tịnh cõi Phật. Nếu chẳng có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thì làm sao có thể thành thục hữu tình. Nếu chẳng thành thục hữu tình, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí. Nếu chẳng đắc trí nhất thiết trí, thì làm sao có thể chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự. Nếu chẳng có thể chuyển bánh xe chánh pháp làm các Phật sự, thì làm sao có thể giải thoát các khổ sanh tử của vô lượng trăm ngàn ức triệu các loài hữu tình, và làm cho chứng đắc niết bàn thường lạc ngã tịnh.